trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng hồn thiêng nước Nam, trả lại cho tôi ngàn quan hàng xa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang là người, là người Việt Nam. Xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Xin mời mọi người nghe một đoạn ca khúc rồi mình sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút. Rồi, xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Bây giờ là 12 giờ 34 phút giờ Việt Nam, thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017. Xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn, và cho phép mình xin chúc các anh chị em và các bạn một ngày bình yên. Khi nãy có bạn nào đó nói là không có share được cái live stream của mình, thì mình cũng không biết tại sao. Nếu mà sử dụng cái điện thoại thông minh á, thì đôi khi không có share được, tại vì nó không có cái nút bấm để mà share. Nhưng mà mình nghĩ là thoát ra rồi đi vô trong cái tường nhà của mình thì sẽ thấy cái nút share. Còn những ai mà sử dụng bàn máy tính để bàn hoặc là laptop á, thì có thể share. Mà bằng trình duyệt thì có thể share. Mình chỉ nhắn như vậy thôi. Hy vọng là hôm nay nó không có những cái sự cố như lần trước. Lần trước đang live stream thì có rất là nhiều người cho biết là bị gián đoạn, mà mình cũng không biết lý do tại sao. Hôm nay mình xin chia sẻ với các anh chị em và các bạn một cái live stream với cái chủ đề là cái ước mơ thay đổi. Thì cái ước mơ thay đổi này nó xuất phát từ những cái biến cố gần đây, đặc biệt là từ cái sự xuất hiện của những cái ông nguyên thủ quốc gia ở cái đại hội APEC ở Việt Nam gần đây, cũng như là những cái biểu hiện theo cá nhân mình thì mình thấy nó rất là khôi hài, nó rất là thú vị, nhưng mà nó cũng rất là đau đớn, tại vì nó là những cái biểu hiện rất là tinh tế mà
mình cần phải chia sẻ, tại vì mình thấy đó là những cái nhức nhối của một cái người Việt Nam có cái ý thức, có cái trách nhiệm về cái tình hình của cái đất nước và cái tình hình của cái dân tộc Việt Nam ở cái giai đoạn hiện tại. Thì các bạn thấy là trước giờ báo chí lệ đảng luôn luôn tuyên truyền, họ luôn luôn họ tự đại diện người dân Việt Nam, họ luôn luôn họ tuyên truyền những cái chuyện có lợi cho họ. Họ luôn luôn nói theo cái kiểu bình dân là họ nhét chữ vào mồm người dân. Rằng là họ nói là người dân một lòng đoàn kết đứng dưới cờ đảng, rồi người dân tự do hạnh phúc, rồi đất nước Việt Nam tốt đẹp hàng ngày hàng giờ, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu ai theo dõi kỹ những cái diễn tiến trong cái khoảng thời gian mà xảy ra APEC ở ở Đà Nẵng, cũng giống như là cái việc đón tiếp những cái ông nguyên thủ quốc gia ở Hà Nội hay là ở Đà Nẵng, qua những cái biểu hiện rất nhỏ thì mình sẽ thấy được đó là những cái biểu hiện rất rõ. Nó nói về cái chuyện là người dân Việt Nam thật sự họ muốn cái gì. Một trong những cái mà nó khiến cho mình cảm thấy nó rất là thú vị, nó rất là khôi hài, và nó làm cho mình coi như là mình phải theo dõi để mà mình tìm hiểu thêm. Đó là trên Facebook nó xuất hiện một số cái hình ảnh cũng như một số cái clip người ta thâu lại là cái đài VTC nó phát trực tiếp, rồi được ai đó stream qua bên Facebook Live và coi như là sóng. Thì mình thấy là khi mà họ stream live những cái buổi phát biểu của ông Trump thì mình thấy toàn là hình những cái biểu thị trái tim với lại cái ngón tay cái đưa lên là thích á, coi như là tràn ngập trên cái màn hình. Nhưng mà khi mà ông Tập Cận Bình mà ông phát biểu á thì mình thấy toàn là những cái biểu hiện, những cái khuôn mặt giận dữ. Rồi mình thấy luôn cả cái stream mà họ stream cái cảnh trực tiếp, cái cảnh mà cái máy bay coi như là Air China nó đậu xuống phi trường, rồi những cái người gọi là được cắt cử ra để mà đón Tập Cận Bình đó, thì mình thấy toàn là cái bộ mặt giận dữ nó hiện ra trên cái live stream ai đó share, thì mình thấy nó rất là khôi hài nhưng mà mình thấy nó rất là thú vị. Có nhiều người cho là đó là những cái tiểu tiết nó không có đáng, nhưng mà đối với cái cá nhân mình đó là một cái biểu hiện cực kỳ rõ. Nó rõ đến cái độ mà không có cái gì có thể chối cãi được. Tại sao cũng là hai ông nguyên thủ quốc gia, một ông nguyên thủ quốc gia là đi từ Mỹ, một ông nguyên thủ quốc gia đi từ Trung Quốc. Và cái điều khôi hài đó, từ trước đến giờ nhà nước Cộng sản luôn luôn giáo dục cho cái thế hệ trẻ là Mỹ ngụy tàn ác, rồi Mỹ là xâm lược, xâm chiếm vân vân và vân vân. Có nghĩa là chụp trên đầu Mỹ những cái thứ rất là tồi tệ trong suốt bao nhiêu năm. Mà bây giờ nó biểu hiện những cái biểu hiện như vậy, làm sao mà mình không thấy ngạc nhiên? Nếu như nhà cầm quyền Việt Nam mà họ thực sự họ thành công trong cái công việc gọi là tẩy não thì cái người dân Việt Nam nó đã có những cái biểu hiện khác rồi. Thì mình đã thấy là những cái livestream mà quay cái cảnh trực tiếp ông Tập Cận Bình đáp xuống sân bay á là thấy thấy trái tim nó bay vù 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 nó như thả tim vù vù. Đằng này mình thấy toàn là những cái bộ mặt giận dữ, trong khi ông Donald Trump lên đọc diễn văn thì là mình thấy trái tim bay vù 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 thay vì những cái mặt giận dữ. Cái đó là những cái biểu hiện hết sức là thật, mà nó không có bất cứ một cái cơ chế gì, không có bất cứ một cái sự cố gắng, một cái dàn dựng nào mà nó có thể nó khỏa lấp được, mà nó thay thế được. Đó là cái lý do nó thúc đẩy mình làm cái live stream ước mơ thay đổi. Là cái những cái ước mơ thay đổi như thế nào, mình lặp lại một lần nữa, có thể là những bạn nhận thấy đó là những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà cái cá nhân của mình thì mình thấy rằng là nó là những cái biểu hiện vô cùng tinh tế và vô cùng quan trọng cho cái gọi là cái ước mơ của người Việt Nam họ muốn thay đổi cái điều gì. Thì á, một trong những cái mà mình thấy rất là thú vị và nó thu hút khá nhiều cái sự chú ý, đó là cái yến tiệc mà mình theo trên báo chí của là đảng nói cái yến tiệc đó là mất hết 3 năm để chuẩn bị vân 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 vân, có nghĩa là họ nói họ thổi phồng rất là nhiều cái thứ, mình không biết là thức ăn đó chuẩn bị cái gì mà mất 3 năm, nhưng mà cứ cho là họ chuẩn bị cái thức ăn 3 năm.
Nhưng mà một trong những cái chi tiết mà làm cho rất là nhiều người bất bình, đó là cái những cái hình ảnh, những cái cô Sevilla, những cái cô mà đi phục vụ bưng bê khay rồi đấy, là mặc những cái yếm đào để mà đi dọn thức ăn ra để mà tiếp khách. Có một số rất nhỏ họ cho đó là chuyện tầm phào, không có đáng để ý. Nhưng mà mình thấy, mình theo dõi, mình thấy cũng như nhiều bạn gửi cho mình những cái tin nhắn, họ bày tỏ cái sự rất bực bội, tức tối về cái chuyện là những cái người phục vụ trong cái buổi gọi là quốc yến đó không mặc quốc phục nhưng mà lại mặc cái yếm đào. Thì cách đây vài hôm mình đã mở một cái status trên cái Facebook của mình lấy cái câu thơ của bà Hồ Xuân Hương để mình giễu chơi. Mà không ngờ rằng là có nhiều người họ vì cái đó mà họ bày tỏ rất là nhiều cái sự bực bội riêng với mình. Họ cho mình biết theo họ nghĩ đó là một cái hình ảnh, đó là một cái chọn lựa và đó là một cái quyết định làm nhục quốc thể. Nên nhớ, yếm đào theo cái văn hóa Việt Nam nó cũng giống như cái corset, giống như cái áo ngực của phụ nữ. Chứ không phải đó là một cái y phục, một cái trang phục mặc bên ngoài một cách nghiêm trang, nghiêm trọng để mà tiếp khách. Khi mà đã có cái quốc yến thì phải mặc cái quốc phục để mà nó song song. Nếu mà các bạn không tin á, các bạn đi coi những cái đại hội APEC khác tổ chức ở Peru hay là tổ chức ở Philippines hay là tổ chức bên Mỹ. Người ta ăn mặc hết sức là chỉnh chu. Người ta ăn mặc quốc phục, người ta ăn mặc cực kỳ chỉnh chu để mà họ tiếp khách. Cái đó nó không những nó biểu hiện cái sự gọi là tự tôn dân tộc, cái lòng tự trọng của những cái người tiếp khách, mà cái đó nó là cái biểu hiện mình tôn trọng người khách đến với cái đất nước mình. Nếu như mà người nước ngoài họ khám phá ra rằng là cái yếm đào chính là cái áo lót của người phụ nữ Việt Nam thì họ nghĩ như thế nào? Họ nghĩ như thế nào? Họ sẽ nói ủa, tại sao người dân Việt Nam họ vô ý vô tứ đến như vậy? Hoặc là thậm chí họ nghĩ là người dân Việt Nam khinh thường họ như vậy sao? Đúng không? Đáng lẽ là một là mặc áo dài, hoặc là mặc áo tứ thân, hoặc là cái gì đó. Còn nếu mà muốn gạt bỏ luôn cả cái truyền thống của cái dân tộc Việt Nam, muốn chơi áo đầm, áo váy hay cái gì đó thì cũng mặc cho nó tử tế một chút. Tại vì cái đó là cái biểu hiện cực kỳ tồi tệ. Có nhiều người nói là tại sao cứ vạch lá tìm sâu, bắt lỗi bắt bẻ này kia này khác. Không, mình phải nhận xét một cách trung thực và một cách chính xác. Mình có nhếch nhác ở trong nhà mình thì mình nhếch nhác, nhưng mà khi mà mình đối diện với quốc tế, mình phải chỉnh chu, mình phải đàng hoàng, mình phải tử tế, mình phải nghiêm túc. Chứ không thể nào mà mình chơi cái trò nhếch nhác như vậy được. Tại vì cái đó nó khiến cho người ta nhìn thấy là cái ban tổ chức cũng như là cái đất nước Việt Nam nói chung á, họ không có một cái khái niệm về cái việc gọi là tiếp khách làm sao cho nó đúng mức, làm sao để mà tôn trọng những cái người khách đi dự. Cái đó là cái mình nói ra để cho mà thấy rằng là cái sự bực bội của những người dân khi mà họ lên tiếng họ phê bình chuyện đó, nó là một cái biểu hiện cực kỳ nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh tế. Cái ước muốn của người dân thay đổi cái gì? Người dân họ bực bội như vậy có nghĩa là họ ước muốn rằng là cái đất nước Việt Nam phải thay đổi, cái văn hóa Việt Nam phải đặt để lại đúng chỗ, để cho người Việt Nam không có bị mất cái sĩ diện, không bị nhục vì những cái thứ rất là quái đản như vậy. Đó là cái chuyện mình muốn chia sẻ, một cái chi tiết đầu tiên mà nó gây rất rất nhiều cái sự tranh cãi. Rồi nếu mà các bạn theo dõi kỹ thêm nữa, các bạn thấy những cái hình ảnh, những cái ánh mắt, những cái khuôn mặt của những cái ông nguyên thủ quốc gia đi đến dự đại hội APEC ở Đà Nẵng, họ có vẻ họ rất là thờ ơ, rất là lãnh đạm, không có một cái chút gì hào hứng hết. Rồi đưa ra những cái hình ảnh mà ông thủ tướng Úc, ông selfie, ông chụp, rồi có hình ông Tập Cận Bình, có ông Donald Trump, thì có ông chủ tịch nước Trần Đại Quang. Báo chí đưa lên om sòm là coi như là Trần Đại Quang chụp hình chung với lại thủ tướng Úc, đồ này kia nữa khác.
Nhưng mà cái hình chung đó là cái hình cái đám chụp hình của nhà nước, nó đứng từ xa nó chụp. Còn chụp selfie bằng cái điện thoại di động á, thực sự là cái ông Thủ tướng Úc, ông chỉ có muốn chụp hình chung với lại cái ông Tập Cận Bình với lại ông Donald Trump thôi. Có nghĩa rằng là cái gì? Có nghĩa rằng là đối với những cái nguyên thủ quốc gia, cái biểu hiện rất là nhỏ nhặt như vậy, họ tỏ vẻ là họ rất là khinh thường. Họ tỏ vẻ là họ không có một cái chút gì gọi là tôn trọng đúng mức. Đó là mình chưa nói đến những cái hình ảnh rất là nhếch nhác của mấy cái ông nguyên thủ quốc gia của trên cái thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như các bạn nhìn kỹ theo dõi thì thấy cái hình ảnh dường như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông níu chặt cái tay của ông thủ tướng Canada khi mà bước xuống bậc thăm cấp. Nó cục mịch, nó khôi hài, mà nó thô lỗ như thế nào đó. Nó thô lỗ như thế nào đó mà mình cảm thấy nó rất là đau đớn cho cái người Việt Nam. Nó không có cái phong thái và cái tư cách của cái người lãnh đạo. Rồi có một số tờ báo họ đưa ra những cái hình ảnh thủ tướng Canada đứng chụp chào cờ sát bên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Canada thì đứng thẳng rất là trang nghiêm, hai cái chân khép chặt. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì sao? Đứng chẳng hạn, cái đầu thì nghẹo qua một bên, đúng không? Cái mặt mũi thì rất là thiểu não. Mà cái đó là chào cờ Việt Nam. Cái đó nó nói đến cái gì? Người bên ngoài họ nhìn vô, họ nhận xét không phải là ác ý. Họ nhìn thấy ngay lập tức cái phong thái, cái phong cách, cái thái độ của những cái người gọi là nguyên thủ quốc gia của một cái đất nước. Mà như vậy thì cái đất nước nó ra làm sao? Các bạn có muốn, các bạn có mong muốn một cái ông thủ tướng như là thủ tướng Canada không? Lịch lãm. Mình không có nói đẹp trai nha, mình không nói cao to nha, mình chỉ nói là lịch lãm và có cái thái độ đúng mức. Các bạn muốn không? Muốn quá sao không muốn? Phải không? Tại sao dân chúng họ rất là trầm trồ, họ rất là thích thú cái hình ảnh là cái ông thủ tướng Canada ngồi uống cà phê cốc ở vỉa hè? Tại sao người dân Việt Nam rất là thích thú và rất là hào hứng là đưa hình ảnh ông thủ tướng Úc Đại Lợi ngồi ăn bánh mì thịt trên vỉa hè? Tại sao những cái chuyện đó là những cái chuyện khiến cho thiên hạ ở Việt Nam kinh ngạc và thích thú? Và tại sao họ trầm trồ? Cái đó nó rất là rõ. Trầm trồ ở đây là tại vì sao? Tại vì chính người dân Việt Nam chưa bao giờ thấy được cái hình ảnh của cái đám lãnh đạo. Họ luôn luôn oan oan, họ nói họ là do dân vì dân, họ nói là họ từ nhân dân mà ra, họ nói là họ là đầy tớ nhân dân, vân vân và vân vân, đủ các kiểu các cấp. Có khi nào họ thấy những cái ông lãnh đạo đó thực sự hồn nhiên, tự nhiên đi ra ngoài vỉa hè để mà ăn uống, để mà xa cả, để mà chia sẻ với một người dân nào không? Gần đây các bạn thấy có những cái hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc ra ăn cơm 2.000 rồi gì đó. Trời ơi, mình có bạn bè đó, họ nói cái đám an ninh dày đặc xung quanh và cái đám chụp hình chụp ảnh là coi như nó giống như là nó dàn dựng một cái bộ phim để nó quay cái chuyện đó, để mà nó tiếp tục nó lừa người dân, để nó tiếp tục nó sơn phết cái hình ảnh là lãnh đạo Việt Nam cũng rất là gần gũi với người dân. Mà thực sự không phải vậy, cái thực bản chất nó hoàn toàn khác nhau. Những cái nguyên thủ quốc gia giống như thủ tướng của Úc Đại Lợi hay thủ tướng của Canada, họ đến cái đất nước Việt Nam là một cái đất nước xa lạ đối với họ, mà họ sẵn sàng họ ngồi ngay vỉa hè để mà họ ăn bánh mì thịt, họ ngồi ngay vỉa hè để mà họ uống cà phê cốc một cách rất là thản nhiên. Thậm chí các bạn thấy luôn cả cái hình ảnh của cái ông thủ tướng Canada chạy bộ bên kênh, trên bờ kênh Nhiêu Lộc một cách rất là bình thường, bình thản. Tại sao họ không sợ? Tại sao họ bình thản và họ làm những cái việc đó một cách rất là bình thường? Thấy không? Người dân họ kinh ngạc, họ thích thú là tại vì đó là một cái sự khác biệt vô cùng tương phản.
Nó tương phản đến cái độ nó biến thành một cái chuyện lạ lẫm mà người ta cảm thấy, người ta thích thú, người ta trầm trồ. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ người dân ước muốn, người dân ước mong có những người lãnh đạo có tư cách thực sự. Họ mong muốn có những người lãnh đạo là những cái người thân thiện, gần gũi dân thực sự. Nhưng mà cái đó là cái chuyện là chỉ là ước mơ thôi. Trên cái đất nước Việt Nam, dưới cái chế độ như thế này, từ hồi nào đến giờ, bay mấy chục năm nay, những cái ông cộng sản luôn luôn nói cái coi như là rêu rao cái chuyện là do dân vì dân này kia này, đầy tớ nhân dân, chưa có một ông lãnh đạo nào thực sự gần gũi với dân. Những cái hình ảnh mà các bạn thấy là bắt tay người này bắt tay người kia hay là tất cả là những cái trò dạng dựng chứ không có cái gì gọi là thật hết. Ngay cả công an dẫn người dân qua đường rồi này kia nó khác, nó là toàn là những cái trò dàn dựng, chưa bao giờ có thật, chưa bao giờ nó được chụp, được ghi nhận một cách sinh động trong cái đời sống thật, tại vì họ không cho cái đó là quan trọng và họ không cho họ nằm ở cái vị thế để mà họ sa cạ với người dân. Và tệ hơn nữa, họ luôn luôn họ sợ hãi người dân cho nên họ không bao giờ dám ở gần người dân. Và tại sao họ sợ hãi người dân? Tại vì chính họ họ làm quá nhiều điều sai. Chính họ họ biết chắc là người dân căm phẫn họ, căm hận họ, căm thù họ. Thì làm sao mà họ dám ngồi gần người dân? Một cái chuyện duy nhất họ có thể làm là làm màu, làm mè cho vui thôi. Đừng có nói chi những cái ông lãnh đạo Việt Nam. Các bạn có thấy có mục kích được cái chuyện ông Tập Cận Bình ông đi ra ngoài vỉa hè nào đó ở Hà Nội hay ở Sài Gòn hay ở Đà Nẵng để mà ông uống cà phê như là tổng thống thủ tướng Canada hay là ăn bánh mì vỉa hè như thủ tướng Úc không? Hoàn toàn không có. Cái đó là cái biểu hiện rất là rõ của những cái ông gọi là lãnh tụ cộng sản luôn coi như là gán cái chữ nhân dân, sử dụng cái chữ nhân dân rồi đi tới cái chỗ lạm dụng cái chữ nhân dân. Thấy không? Họ lạm dụng cái chữ nhân dân nhưng mà họ luôn luôn họ ngồi xổm trên đầu nhân dân, cho nên họ luôn luôn họ phải tránh ra, họ né ra. Đó là những cái điều nó đơn giản, nó tinh tế. Đó. Mà mình phải nhìn mình mới thấy được thật sự cái người dân ở Việt Nam họ khao khát cái gì, họ mong muốn cái gì. Đó, những cái thứ đó hồi nãy mình nói một cái ví dụ ở trên đó. Những cái thứ đó nó không bao giờ nó có thể nó dàn dựng được. Đó là những cái hình ảnh sinh động và tự nhiên mà không bao giờ dàn dựng, không dàn dựng được, không không có giả tạo được, không có giả mạo ra được. Một cái chuyện rất là thú vị nữa. Mình thấy, mình coi một vài clip mình thấy. Phỏng vấn cả 100 người từ con nít đến người lớn. Cái người mà phỏng vấn họ đặt câu hỏi rất là lý thú, họ hỏi là thích ông Donald Trump hay là thích ông Tập Cận Bình, thì 100% đều xác định là họ thích ông Donald Trump và không có một người nào nói họ thích ông Tập Cận Bình. Cái đó là một cái điều cực kỳ thú vị. Tại sao coi như là cái loa phường từ địa phương cho đến trung ương, nguyên cả một cái cỗ máy tuyên giáo khủng khiếp tẩy não đã nhồi nhét mấy chục năm nay về cái chuyện gọi là núi liền núi, sông liền sông, đúng không? 16 chữ vàng 4 tốt. Mà tại sao một cái ông gọi là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, anh em môi hở răng lạnh khi đi sang nước Việt Nam, tại sao người ta nói là không thích ông Tập Cận Bình? Mà trong khi đó nói rằng là đế quốc Mỹ tàn bạo, tàn ác này kia nữa khác. Từ cái hồi ông Obama đến Việt Nam nó đã như vậy rồi. Cho đến cái thời ông Donald Trump đến Việt Nam nó vẫn tiếp tục như vậy. Phỏng vấn từ đứa con nít 10 tuổi, 11 tuổi nó nói một cách rất là hồn nhiên. Cháu làm gì đây? Nó dạ cháu đang ngồi đây đợi ông Donald Trump. Mà không phải đợi một chút xíu đâu các bạn. Đợi hàng tiếng đồng hồ. Để chỉ thấy cái đoàn xe của Donald Trump đi ngang qua thôi. Các bạn thấy cái đó là một cái biểu hiện nó cực kỳ tinh tế mà nó cũng là cái chuyện rất là đau lòng. Tại sao một bên là một cái cỗ máy nó áp đặt cái niềm tin, nó nhét chữ vào mồm nhân dân và nó áp đặt đủ thứ kiểu để cho đúng theo cái quy trình và
theo những cái điều mà cái nhà cầm quyền cộng sản muốn, nó lại biến thành những cái phản ứng rất là tự nhiên như nãy giờ mình đã phân tích cho các bạn thấy. Thấy không? Và cho đến ngày hôm nay luôn á, nếu mà các bạn xem tất cả các thông tin ở từ lề đảng cho đến lề dân này kia, các bạn thấy dân nó đứng nó xếp hàng để nó chờ Trump. Một bên á thì Tập Cận Bình á, xuống máy bay á, lẹt đẹt có mấy cá nhân mà mình nhìn nó quần áo rất là tinh tươm, đứng xếp hàng có công an này kia nữa khác, đó là như cái kiểu mà dàn dựng để mà đón Tập Cận Bình. Các bạn thấy không? Cái đó là cái phản ứng vô cùng rõ. Cái mong muốn của người dân nó vô cùng rõ rõ mà không thể nào mà áp đặt được. Cho nên á, từ mấy ba cái điểm mình phân tích nãy giờ, các bạn thấy cái điều gì? Các bạn thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho dù họ có quân đội, cho dù họ có công an, cho dù họ có an ninh, là họ nắm luôn cả luật pháp trong tay, họ nắm luôn cả tù đầy ở trong tay họ. Họ nắm luôn tất cả các cái hệ thống tuyên truyền, báo chí, đài truyền hình, đài truyền thanh, vân vân và vân vân. Nhưng tận cùng, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với cái cỗ máy tuyên truyền, nó hoàn toàn nó bị phá sản. Đúng không? Cái đó là mình chưa nói đến cái khía cạnh, một cái khía cạnh nó rất là nhức nhối. Rằng là một cái đứa con nít lên 10, lên 11, nó còn có thể thẳng thắn nó nói ra được cái điều nó thích, cái điều nó chọn lựa. Khi mà cái người phóng viên họ hỏi cháu thích ông Tập Cận Bình đến hay là cháu thích ông Donald Trump đến, nó nói thẳng là nó thích ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump đến. Một đứa con nít như vậy mà nó còn có thể nó có cái tự do, nó có cái ý thức tự do để mà nó nói lên cái điều nó muốn. Trong khi đó mình chắc vô vàn những cái người trong cái đảng Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ họ rất thích rước Mỹ về lại, họ rất thích chơi với Mỹ, họ rất thích dựa vào Mỹ, họ rất ghét và họ rất sợ Trung Quốc, nhưng mà họ không có dám mở miệng ra để mà nói thật lòng cái chọn lựa của họ, phải không? Cái đó là cái điều nhức nhối. Cả một cái cơ chế, cả một cái chế độ, cả một cái đảng như vậy nắm trong tay không biết bao nhiêu quyền lực mà còn không dám mở miệng ra nói thật và làm thật theo cái điều mình mong muốn, mà phải coi như là cúi đầu xuống nói dối để mà chọn lựa cái điều mà mình không muốn. Các bạn thấy không? Cái đó là cái sự thật mình thấy rõ như vậy. Mình không biết các bạn thấy như thế nào chứ mình thấy nó rất là rõ như vậy. Bây giờ liệu có cái ông nào trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam dám thẳng thắn mà nói ra thôi tôi chán cái tụi Đảng Cộng sản Trung Quốc quá rồi, tôi chán cái sự lệ thuộc vào cái thiên triều Bắc Kinh quá rồi, tôi quá mệt cái sự áp đặt của họ rồi, tôi quá mệt cái chuyện ở Biển Đông, tôi quá mệt cái chuyện biển độc cá chết, tôi quá mệt cái chuyện chất ăn chất thức uống độc hại trên cái đất nước Việt Nam rồi, giờ tôi muốn mấy cái ông nội Trung Quốc đi ra khỏi đất nước Việt Nam đi. Mình hỏi các bạn, có cái ông nào trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam dám nói thực lòng điều đó không? Và cái ông nào trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam dám nói thực lòng rằng là tụi Mỹ nó không có chiếm một cm đất nào của Việt Nam nữa. Tụi Mỹ nó cũng chẳng làm cái gì hại cho cái Việt Nam hết. Thấy không? Mà bây giờ đang coi như là mong muốn đu theo Mỹ, bao nhiêu là coi như là viên chức cao cấp mò qua bên Mỹ để mà tìm cách này tiếp kia, cách nọ để ăn chi? Để được bỏ cấm vận, từ cái chuyện bỏ cấm vận kinh tế rồi bắt đầu phải năn nỉ để mà bỏ cấm vận luôn cả vũ khí, cả quân sự vân vân và vân vân. Tại sao? Thấy không? Cho nên á, cái sự thật nó hiện hiện ra như vậy. Nhưng mà ngay cả những cái người nắm trong tay quyền lực và quyền bính đến cái mức như vậy mà còn không dám mở miệng ra nói thật là mình muốn cái gì. Còn thua cả một cái đứa con nít nó lên 10, lên 11 nữa. Đó là cái cảm nhận của mình cảm thấy nó cực kỳ nó chua xót. Nhưng mà mình đồng thời mình cảm thấy rất là vui. Tại vì cái đó nó biểu hiện thật rõ cái ý nguyện, cái ý muốn của người dân trong cái đất nước Việt Nam như thế nào. Đó. Đó là cái chuyện gọi là những cái góc tinh tế mình muốn chia sẻ với các bạn.
Còn nói sâu hơn về cái góc độ chính trị, mình thấy được cái, những cái sự tương phản giữa ông Trump, những cái điều mà ông Donald Trump phát biểu và những cái điều mà ông Tập Cận Bình phát biểu. Tất nhiên, nói một cách thẳng thắn và công bằng, không có cái bài phát biểu nào của cả ông Tập lẫn ông Donald Trump mà không có cái sự dàn dựng và cái sự gọi như là gọt giũa để mà các ông nói cho nó trúng, chứ đừng có bị coi như là trật đường rày. Cái đó là chuyện chắc chắn, phải không? Thậm chí những cái điều mà ông Trump nói nó còn có cả teleprompt nữa, có nghĩa là nó nhắc, phải không? Nó hiện ra trên màn hình, nó nhắc để ông Trump nói cho nó đúng. Nhưng trong cái nội dung đi gì chăng nữa, nó có như thế nào đi nữa cũng phải được cái sự đồng ý của ông Trump. Và nói cái gì đi chăng nữa cũng phải có cái sự đồng ý của ông Tập. Tại vì hai người đó là hai người có nắm trong tay quyền lực cao nhất. Đó. Nhưng mà cái quan trọng mình nói ở đây rằng là nó có những cái điều mà ông Trump ông đưa ra, mình chưa biết nó là có phải là đầu mối chót lưỡi hay không. Mình chưa biết là sau cái hội nghị APEC này, ông Trump sẽ làm cái gì và ông Tập Cận Bình sẽ làm cái gì. Nhưng mà nó có những cái biểu hiện nó rất là quan trọng. Thứ nhất, ông Trump ông không có dùng cái chữ Indochina mà ông dùng cái chữ Indo-Pacific, có nghĩa là không có nói đến cái Đông Dương mà ông nói đến cả cái chuỗi từ gọi là Indo-Pacific, có nghĩa là từ kéo dài từ khu Ấn Độ cho đến hết Thái Bình Dương, nhưng mà nó không có cái chữ China nữa. Có nhiều người không có để ý chuyện đó, nhưng mà thiệt đó, nó về cái mặt chính trị á, nó là một cái khẳng định vô cùng quan trọng. Mà ông Trump ông không phải nói cái chữ Indo-Pacific một lần nha. Ông nói đến cái chữ Indo-Pacific rất là nhiều lần trong cái bài diễn văn của ông ta. Và ông không hề nhắc một cái chữ nào gọi là Indochina. Đó là một cái chuyện quan trọng. Đó là một cái biểu hiện dù nó tinh tế, nhưng mà nó rõ ràng, nó khẳng định cái vị trí của Mỹ trong cái bàn cờ ở Á Châu nó như thế nào. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì, ông Tập Cận Bình thì đòi là có những cái mối quan hệ gọi là đa phương về cái vấn đề mậu dịch, vấn đề thương mại này kia nọ khác. Ông Tập Cận Bình là cái người ổng huênh hoang, ổng tuyên bố Trung Quốc là vô địch của cái gọi là thương mại toàn cầu. Trong khi đó, ông Trump, ổng tuyên bố rằng là ổng chỉ tiến hành hợp tác song phương, gọi là cái vấn đề mà trao đổi kinh tế, mậu dịch song phương chứ không phải đa phương như Trung Quốc. Đó là một cái sự khác biệt về cái vấn đề gọi là nền tảng. Tại sao ông Donald Trump làm như vậy? Hoàn toàn giống như gần như là đối nghịch lại đối với ông Tập. Tại vì đó là hai cái quyết định mang cái tính gọi là chiến lược, chứ nó không phải là một cái quyết định đơn giản đâu. Khi mà một cái ông tổng thống của quốc gia cỡ quyền lực như là Hoa Kỳ mà tuyên bố là ông chỉ tiến hành hợp tác thương mại mậu dịch song phương, thì nó sẽ đưa ra những cái quyết định cực kỳ quan trọng trong cái việc hợp tác trực diện với một cái quốc gia nào đó, với những cái gọi là cái điểm có lợi gì cho họ đó. Và nó trực tiếp nó làm nhẹ đi cái tinh thần gọi là toàn cầu hóa, nó gọi là globalization. Trong khi đó ông Tập thì nói ngược lại. Cái điều đó nó có nghĩa là gì? Dưới cái nền tảng kinh tế, ông Tập và ông Donald Trump nó có những cái mâu thuẫn. Nhưng như hồi nãy mình đã nói rồi, mình phải đợi một thời gian để mình coi thử là ông Donald Trump ông sẽ khai triển cái gì, ông Tập Cận Bình sẽ khai triển những cái gì, và những cái khai triển đó nó thực sự nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của cái khu vực như thế nào. Đó. Cái chuyện kế tiếp mà mình nói, ông Trump ông nhắc đến cái chữ gọi là Free Indo-Pacific. Free là tự do. Nhưng mà cái này free, tự do này á, hồi giờ bên cái khối gọi là khối tự do, có nghĩa là có nhiều người gọi là cái khối tư bản, nhưng mà gọi là khối tư bản không có đúng. Gọi là khối tự do nó đúng hơn là khối tư bản.
Tại vì tư bản là chỉ là một cái dạng kinh tế chứ không phải nó biểu thị cho gọi là cái chọn lựa về gọi là tư tưởng hoặc là cái môi trường xã hội. Hồi giờ tiếng Anh cái khái niệm free world có nghĩa là cái thế giới tự do chính là cái thế giới nó hoàn toàn nó đối ngược đối lập với cái thế giới cộng sản. Mà ông Trump ông kêu gọi free Indo-Pacific có nghĩa là ông kêu gọi cái tự do cho cả cái khối từ Ấn Độ qua đến đến Thái Bình Dương. Có nghĩa là sao? Là ông kêu gọi không có cộng sản trên trong cái vùng đó. Mà đây là một cái từ khóa vô cùng quan trọng. Mà những cái người mà có gọi là thực sự quan sát những cái dấu ấn quan trọng trong những cái lời phát biểu của những cái ông cấp nguyên thủ quốc gia như là Donald Trump. Đó là những cái từ khóa vô cùng quan trọng mà mình phải nắm giữ, mình phải nắm bắt được để mình thấy. Cái đó là cái gọi là political game, đó là cái trò chơi chính trị. Mà những cái ông gọi là trùm đang coi như là thử thử sức với nhau, thử nắn gần với nhau coi như thế nào. Mà nói cho cùng nó cũng là cái điểm lợi để mang lại cái lợi cũng như là cái vị thế của cái quốc gia của ông ta. Đó, mình chưa có bàn đến cái chuyện đó nó có hợp lợi hay cái hại gì cho cái Việt Nam. Tại vì rõ ràng Việt Nam nó không có một cái vị trí kinh tế gì hết. Ngay cả bây giờ đồ hàng hóa những cái thứ mà rất là đơn giản gọi là chủ lực của Việt Nam, ví dụ như nông sản, ví dụ như hải sản là hai cái thứ gọi là chủ lực của Việt Nam hiện giờ đang bị trả về coi như là liên tục. Và cái khối Euro á, nó đang chuẩn bị nó thông qua những coi như là nó cấm, nó ban hoặc là nó tẩy chay hoàn toàn những cái hải sản đi từ Việt Nam đến Âu Châu. Thì mình hỏi là những cái chuyện mà gọi là những cái thương mại, những cái thỏa thuận song phương hay đa phương thực ra nó không có cái giá trị gì đối với Việt Nam hết á. Tại vì chính người Việt Nam và cái chế độ này nó khiến cho những cái hàng hóa, những cái thứ sản xuất từ đất nước Việt Nam nó không có đủ cái chất lượng, nó không có đủ cái giá trị để mà nó tạo cho nó một cái vị thế quan trọng. Cho nên bây giờ có song phương, đa phương gì nó chưa nằm ở cái chỗ nó quan trọng đối với cái đất nước Việt Nam. Mình chỉ nói đến cái khía cạnh gọi là ông Trump, ông gián tiếp, ông cho, ông đọc cái bài diễn văn đó dành cho cái người Việt Nam chứ không phải là dành cho những cái người lãnh đạo của Việt Nam. Cái đó là cái điểm mà mình vạch dưới dòng để cho mọi người phải suy nghĩ. Mình thấy có rất là nhiều bài báo, nhiều cái phân tích, nhiều cái dư luận lề đảng nó tung ra những cái chuyện như là rất là tự hào khi mà thấy có những cái nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam vân 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 bơm thổi cái chuyện đó làm như là một cái hiện tượng lạ. Mình nên phải hiểu một cái điều như thế này. APEC là một cái tổ chức kinh tế. Việt Nam được làm thành viên, một trong những thành viên cuối cùng của APEC, có nghĩa là năm 1998 Việt Nam mới được được tham gia. Đó, chứ không phải là cái chuyện gì mà vinh dự. Mà khi Việt Nam trở thành một cái thành viên của APEC rồi thì nó cũng giống như tất cả mọi cái thành viên khác, nó có trách nhiệm, nó phải tổ chức theo cái định kỳ, nó phải tổ chức cái hội nghị theo cái định kỳ ở cái quốc gia nó. Cũng giống như là Peru nó cũng phải tổ chức như vậy, Philippines nó cũng phải tổ chức như vậy, Úc nó cũng phải tổ chức như vậy, Mỹ nó cũng phải tổ chức như vậy, vân vân và vân vân. Và khi mà nó tổ chức như vậy thì đương nhiên những cái người nguyên thủ quốc gia của những cái quốc gia thành viên họ phải đến cái quốc gia mà đang tổ chức để mà họ tham dự chứ. Thì cái đó là cái chuyện tự nhiên, có cái gì đâu mà vinh dự. Mình tìm hiểu, mình đọc báo chí ở Philippines hay Peru hay là Úc hay là Mỹ, mình chưa thấy có một cái bài báo nào của những cái quốc gia đó mà nó thổi phồng lên là rất là vinh dự khi những cái ông nguyên thủ quốc gia này đến viếng cái đất nước mình vân 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 vân. Đó là cái chuyện bình thường, cái chuyện bình thường đến cái độ mà cái hồi mà APEC nó tổ chức tại Úc, người dân Úc nó không có quan tâm, nó cho đó là trách nhiệm của những cái người nguyên thủ quốc gia phải làm chuyện đó, và nó cho rằng là cái những cái ông nguyên thủ quốc gia đến dự APEC ở Úc là cái chuyện bình thường. Hàng tháng nó có không biết bao nhiêu hội nghị người ta đến, thấy không?
Ngay cả cái chuyện tổng thống này, tổng thống kia, tổng thống nọ tới Úc, who cares? Dân Úc nó không có quan tâm chuyện đó. Nó không cần phải trầm trồ, nó không cần phải tăng bốc, nó không cần phải làm cái gì. Tại vì nó thừa mứa chuyện đó. Tại vì nó tự chủ, tại vì nó tự lập, tại vì nó độc lập. Và cái tư tưởng của nó mạnh mẽ. Chứ nó không có khao khát như người dân Việt Nam. Rằng là trời ơi, nhà tôi nó giống như cái xó vậy. Cái xó bây giờ có ai đó chui vô, cho nên tôi rất là vinh dự. Cái đó là cái điều vô cùng đau buồn. Nó vừa đau buồn mà nó vừa thể hiện cho cái sự mong muốn, cái ước mong của người Việt Nam nó như thế nào. Đó. Mình quay lại cái bài diễn văn của Donald Trump dành cho nhân dân Việt Nam, cho người Việt Nam chứ không phải cho nhà nước Việt Nam và không phải cho những cái lãnh đạo Việt Nam. Bởi vì á, cái nhà nước Việt Nam á, nó thần phục, nó quỵ lụy Cộng sản Trung Quốc rồi. Những cái quyết định của những cái gọi là những cái người lãnh đạo của nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nó đã quyết định, nó quỵ lụy Cộng sản Trung Quốc quá rõ rồi. Thấy không? Cho nên á, gần đây ông Phúc còn chém gió trên là Biển Đông bình yên này kia nữa khác. Trong khi đó, từ cái hồi ông Obama, ông tới, ông vác cái chuyện thơ Lý Thường Kiệt ra, sông núi nước Nam vua Nam ở ra, ông nói. Bây giờ Obama qua, bây giờ Donald Trump qua, nói trong cái diễn văn, đem Hai Bà Trưng ra nói. Mặc dù nó rất là ngắn ngủi, nó rất là gọn ghẽ, nhưng mà nó là một cái câu khích lệ cho người dân Việt Nam. Nó là một cái câu nhắc nhở cho người dân Việt Nam thấy rằng là mình phải xem lại cái chủ quyền của mình. Nhưng nhìn ở một cái góc độ nào khác, đó là một cái sỉ nhục đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn một góc độ nào đó, nó cũng là một cái điều đau đớn cho người dân Việt Nam. Tại sao một ông nguyên thủ quốc gia của một quốc gia này đi đến một cái quốc gia kia trong một cái hội nghị lại nhắc đến cái chuyện chủ quyền quốc gia? Tại sao? Các bạn có thấy có khi nào mà Donald Trump hay là Obama đi đến cái đất nước Úc Đại Lợi mà nhắc đến cái chủ quyền của Úc Đại Lợi không? Hay là cái khi nào mà đất nước Úc Đại Lợi nó qua bên Pháp mà nó đem nó trên cái bài diễn văn nó nói đến cái chủ quyền của nước Pháp không? Nó nhắc người dân đến những cái quá khứ và cái lịch sử hào hùng của nước Pháp không? Mà tại sao những cái nguyên thủ quốc gia qua đất nước Việt Nam lại nhắc người dân Việt Nam, nhắc lãnh đạo Việt Nam về cái gọi là cái chủ quyền của mình? Phải không? Tại sao một cái đất nước, một cái dân tộc mà phải cần một cái ông nước ngoài nào đó dạy cho một cái bài học căn bản về cái lòng tự tôn dân tộc, về cái ý thức độc lập, về cái ý thức bảo vệ tổ quốc? Tại sao? Phải chăng là người dân Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam mình nó bị bào mòn, nó bị tàn lụi đến cái độ không còn có một cái ý thức và không còn có một cái hành động nào khả dĩ, cụ thể để cho những cái ông như Donald Trump á, là phải shut up, phải ngậm cái miệng lại, đừng có nói đến cái chuyện coi như là tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ tổ quốc. Tại vì đó là cái điều xúc phạm. Phải không? Đối với một cái đất nước người ta có cái tự chủ, đối với đất nước người ta có một cái tinh thần dân tộc cao, nhắc những cái chuyện đó là một cái vấn đề xúc phạm, một chuyện xúc phạm. Đúng không? Bạn nghĩ như thế nào nếu một ông hàng xóm, một người nào lạ đó chui vô, bạn nói bà ơi, ông phải có cái ý thức, ông giữ nhà ông nghe, chứ không thôi ăn trộm nó vô, nó hốt đồ hay nó chiếm nhà ông á, thì các bạn nghĩ sao? Các bạn cảm thấy bị xúc phạm không? Các bạn lúc đó là vác chổi vác rựa ra lùa chứ, sao mà để cho cái người đó họ làm chuyện đó được? Mà nói ông nói giỡn không à, sao mà có cái chuyện mà ăn trộm nó dám vô nhà tôi? Nó vô nhà tôi lấy cây tôi đập nó chết à. Thấy không? Cái đó là một cái lòng tự trọng căn bản về cái ý thức mình gìn giữ những cái gì thuộc về mình. Nó không phải là cái nhà nữa, mà đó là một cái mảnh đất, đó là cái quê hương, đó là cái tổ quốc. Và đó là cái lòng tự trọng
cũng như cái ý thức, cũng như là cái trách nhiệm của mỗi con người sống một trong một cái đất nước, họ phải, đó là một cái chuyện tự nhiên luôn, không cần ai phải nhắc nhở. Mà bây giờ hết ông tổng thống Mỹ này đến ông tổng thống Mỹ khác đi qua đọc diễn văn lồng vô những cái chi tiết đó, mấy cái ông nội lãnh đạo ngồi vỗ tay đột 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 đột, dân coi như sướng. Ô, tổng thống Mỹ nhắc đến Lý Thường Kiệt, nhắc đến Hai Bà Trưng, thấy không? Cái đó có nhiều người tự hào nói, ô tại sao tổng thống Mỹ biết được cái lịch sử của Việt Nam? Dễ lắm các bạn ơi, cái đám mà cố vấn Mỹ nó cũng biết đến cái chuyện gì nữa, nó sẽ lồng vô những cái chi tiết đó trong cái bài diễn văn. Mình không có dám chắc là Donald Trump biết cái chuyện Hai Bà Trưng đâu, mình cũng không có dám chắc là ông Obama không biết là sông núi nước nước Nam vua Nam ở gì đâu, mình không có dám chắc. Nhưng mà mình dám chắc một điều, họ phải có cái lý do nào đó để mà họ đưa những cái chuyện đó như vậy, họ đưa cái chuyện ý thức dân tộc, họ đưa cái ý thức độc lập, đưa cái ý thức bảo vệ tổ quốc trong cái bối cảnh Trung Quốc nó muốn nuốt cái Biển Đông, trong cái bối cảnh Trung Quốc càng ngày nó càng coi như là ăn sâu vô trong cái đất nước Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương. Tại sao người bên ngoài mà họ còn thấy được điều đó, mà họ còn nhắc nhở cái điều đó cho người dân Việt Nam, mà người dân Việt Nam không làm gì? Bây giờ bỏ qua cái đám lãnh đạo nó muốn coi như là phủ phục trước thiên triều rồi, bỏ nó qua đi. Người dân nghĩ như thế nào khi một người ngoại quốc xa xa lạ như vậy họ nói lên những chuyện đó? Chứ đừng, cho nên cẩn thận, đừng có cảm thấy tự hào những chuyện đó, mà mình phải nhìn đằng sau những cái thông điệp đó, phải nhìn, phải hiểu thấu được cái lý do tại sao nó có những cái thông điệp đó mang lại cho cái đất nước Việt Nam. Thấy không? Đó là cái chuyện mình suy nghĩ, mình muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn suy nghĩ. Mình biết chắc sẽ có rất là nhiều người phản đối những cái suy nghĩ của mình, cái đó không sao. Nhưng mà đối với bản thân mình, một cái người xa lạ bước vô trong cái đất nước Việt Nam mà dạy cho người Việt Nam cái ý thức, hey, tụi mày nên cẩn thận nghe, có chừng có thằng ăn trộm, hàng xóm ăn trộm nó chuẩn bị nó nuốt hết cái đất nước của mày đó, thì mình vô cùng mình đau đớn các bạn. Mình cảm thấy tủi hổ, mình cảm thấy đau đớn. Người dân Việt Nam rất là coi như là phấn chấn khi nghe những cái đó. Cái đó một mặt nào đó nó biểu thị cái ước muốn của người dân. Nhưng mà một mặt nào đó nó biểu thị cái sự bế tắc của người dân. Cái nhà cầm quyền nó bế tắc đã đành, tại vì mình đã phân tích các bạn rồi. Những cái ông lãnh đạo á, là phóng lao phải theo lao, chui rô trong cái thế cởi lưng cọp thì không có cái đường nào mà dạy được, cho nên phải như vậy. Còn người dân bế tắc là tại vì sao? Họ không cựa quậy được, họ chỉ hy vọng một cái gì đó mơ hồ từ bên ngoài. Và cái đó là cái biểu thị vô cùng rõ cho cái ước muốn của người dân, cái ước muốn thầm kín sâu xa mà nó đang bị bóp nghẹt và người dân không làm được cái gì hết. Đó là cái điều vô cùng quan trọng mà mình muốn chia sẻ để cho mọi người, những cái ai mà nghe cái livestream của mình phải suy nghĩ. Kể cả những người trong cái guồng máy, kể cả những người coi như đang cung cúc tận tụy với chế độ, kể cả những đảng viên coi như vì miếng cơm manh áo gì đó, vì quyền lực quyền lợi gì đó mà phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ và phải cảm thấy nhục tại sao nó đi đến cái mức như vậy. Mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam vứt đi đâu mà để cho người ở nước ngoài họ nhắc lại. Và cái thê thảm hơn nữa, cái điều nó sỉ nhục hơn nữa, ngay sau khi Trump lên lớp dạy cho một cái bài học căn bản về cái lòng tự tôn dân tộc, về cái ý thức độc lập, về cái ý thức bảo vệ tổ quốc, lề đảng tung ngay một cái bài báo với cái nội dung 12 cái văn bản Nguyễn Phú Trọng ký với Tập Cận Bình. Thì cái chuyện này nó dài dòng, 12 điểm đó có lẽ mình sẽ làm một cái livestream khác để mình phân tích sâu để cho các bạn thấy nó thê thảm như thế nào. Nhưng mà trong những, nếu mà các bạn chỉ tìm thấy thôi, tìm thôi trên Việt Nam Express, cứ tìm cái bài nó có cái tiêu đề là Việt Nam Trung Quốc ký kết 12 văn kiện hợp tác, là các bạn sẽ thấy cái bài báo đó. Và các bạn sẽ thấy nó có đến mười mấy điểm ở trong đó. Trong 12 cái ký 12 văn bản nó có đến mười mấy, gần 20 điểm trong đó. Và nó có những cái chi tiết mình cảm thấy mình không biết nói hay sao.
kết, ví dụ như thúc đẩy hai hành lang, một vành đai này kia nữa khác. Tại sao phải biến coi như là một số cái tỉnh ở phía phía nam của Trung Quốc, nó giống như là nó sáp nhập vô 10 tỉnh khác ở miền Bắc. Đó. Nó gọi, nó gọi là hợp tác kinh tế. Hợp tác kinh tế của quốc gia nó đâu có phải là hợp tác kinh tế bằng cách là đi xuống tận cái cấp tỉnh, quy chế quy hoạch theo địa phương đến cái cấp tỉnh. Đó. Các bạn thấy có một cái đất nước nào mà nó trao đổi kinh tế mà nó đi tới cái cấp tỉnh không? Hả? Các bạn thấy có cái thằng Úc hay thằng New Zealand nào mà đi đi qua bên Pháp nó nói không, tao bây giờ tao muốn làm ăn với Bordeaux chứ tao không muốn làm ăn với Paris. Đâu có. Tụi Pháp, mày nói mày muốn làm ăn với tao phải không? Đây, mình chơi cấp quốc gia. Mày nhập bao nhiêu thứ này, tao nhập bao nhiêu thứ kia, thấy không? Công bằng. Chứ làm gì có cái chuyện hai hành lang một vành đai rồi bắt đầu mới nhón mới bứt ra coi như là bao nhiêu cái tỉnh ở miền Bắc là coi như nằm ở trong một cái vành đai đó. Ông nó có những cái chuyện nó rất là quái đản. Rồi nó có những cái chuyện mà thúc đẩy tiến độ đàm phán thỏa thuận về khung xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Chẳng lẽ cho đến ngày giờ này nhà cầm quyền Việt Nam chưa thấy được cái hiểm họa, cái coi như là cái sự đổ nát của cái chuyện hợp tác kinh tế qua biên giới à? Đâu phải họ họ họ, họ ngu muội đến cái đó họ không thấy điều đó. Ừ. Nó có không biết bao nhiêu cái chuyện, ví dụ như thành lập các nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc, vân vân và vân vân. Điều này có nghĩa là gì? Thương mại điện tử của Việt Nam, hay nói rộng ra mạng internet của Việt Nam sẽ họ nằm hoàn toàn trong tay của Trung Quốc. Mà cái điều đó nó cũng không có lạ các bạn. Cho đến ngày giờ này gần như là 100% thiết bị mạng của quân đội nhân dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam ở các cấp, các ban, các ngành đều sử dụng thiết bị của Trung Quốc. Có nghĩa là bây giờ nói cái chuyện bảo mật mà coi như là mà công nghệ thông tin đó, là nó nằm trong túi của Trung Quốc rồi. Thấy không? Nó muốn nghe, nó muốn biết, nó muốn cái gì là nó nắm trong tay luôn, chứ đừng có nói cái chuyện đó. Mà nó có bao nhiêu là cái điểm trong đó mà mình càng đọc mình cảm thấy nó kỳ lạ. Nó kỳ lạ tại vì sao? Mình tạm thời mình so sánh những cái gọi là cái thỏa thuận giữa một cái đất nước tự do và độc lập với một cái đất nước tự do độc lập khác, mình thấy nó không có cái chuyện như vậy. Nó không không bao giờ nó có cái chuyện như vậy. Đó. Nó không không có cái chuyện cực kỳ phi lý như vậy. Tại sao có cái chuyện mà thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với cái khu ủy tự trị của dân tộc Choang ở Quảng Tây là sao? Cái đó có nghĩa là cái khu Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang là bây giờ là coi như là chính thức là thành cái khu tự trị của Trung Quốc hay sao? Cho nên mình đọc mình coi như mình vò đầu mình không hiểu là mấy cái thằng cha lãnh đạo này nghĩ cái gì, muốn cái gì. Nếu mà những cái ông lãnh đạo á, mà còn có một cái chút dũng khí á, cứ đứng lên mà tuyên bố thẳng tụi tao bán cái đất nước Việt Nam này cho Trung Quốc rồi, tụi mày có chịu không? Không chịu ráng chịu, thà là làm thẳng như vậy, thà là tuyên bố như thẳng như vậy, ít ra nó còn được vớt vát lại là cái còn có cái dũng khí. Đằng này không có cái dũng khí, không dám nói thẳng nói thật luôn, mà phải chơi những cái trò lờ mờ, chơi những cái trò gọi là thỏa thuận giao lưu này kia nữa khác. Cái đã, cán bộ Việt Nam không có đủ sức đào tạo cán bộ à? Nguyên cả cái trung ương Việt Nam bao nhiêu cái cơ chế, bao nhiêu cái cơ cấu, ngay cả nói về cái chuyện kiến thức, mấy chục ngàn tiến sĩ, mấy trăm ngàn thạc sĩ rồi giáo sư rồi gì lung tung xà beng, không đủ cái chất xám, không có đủ khả năng để đào tạo cán bộ. Mà tại sao phải đem qua Trung Quốc để mà đào tạo cán bộ là sao? Ừ? Chẳng lẽ cái đất nước Việt Nam nó rỗng tuếch đến cái độ mà nó không còn cái đủ sức những cái cán bộ mà đâu phải là đào tạo cán bộ làm cái gì cho nó ra cơm ra cháo, cho nó ra trò ra hình đâu. Mới bữa trước ông tướng kia ông còn tuyên bố là bây giờ phải giáo dục đạo đức cán bộ, là lấy thấy tiền thì không có tham, mà thấy gái không có đòi.
thì hỏi là đi qua bên Trung Quốc để nó đào tạo cái gì? Ừ. Một năm tốn 410.000 tỷ đồng, có nghĩa là hơn 18 tỷ đô la để mà nuôi nguyên cả một cái cơ chế cán bộ công nhân viên nhà nước. Để nó làm cái gì? Mà cho đến ngày giờ này cán bộ mà còn phải hợp tác đào tạo mà phải đem qua bên Trung Quốc để đào tạo làm sao? Đó là chưa kể những cái chuyện gọi là hình thành những cái gọi là đồng thuận với nhau về coi như là an ninh quốc phòng, về cái chuyện là biên giới này kia nữa khác. Thấy không? Mình chỉ nói lướt qua cái 12 cái điểm này để cho các bạn thấy nó nhục ở cái chỗ một mặt Donald Trump và trước đó Obama nhắc đến cái chuyện là người dân Việt Nam, và người dân Việt Nam thì mình mở ngoặc ra nó bao gồm luôn cả những cái người lãnh đạo của cái nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ. Ngoại trừ họ không phải là người dân Việt Nam thì mình không nói nha, nhưng mình vẫn cho rằng là họ là những người dân Việt Nam. Từ cái thời Obama cho đến cái thời Donald Trump, họ nhắc đến cái lịch sử hào hùng của người dân Việt Nam. Họ nhắc đến cái trách nhiệm là phải bảo vệ Tổ quốc. Và ngay sau đó, Nguyễn Phú Trọng tung ra 12 cái điều gọi là thỏa thuận với Trung Quốc. Mà trong đó toàn là những cái điểm mà nó mang lại những cái chuyện bất lợi, mà nó biểu hiện những cái chuyện gọi là thê thảm và lệ thuộc vào Trung Quốc. Chứ nó không có một cái ích lợi kinh tế, nó không có một cái ích lợi xã hội, nó không có một cái ích lợi gì. Nó chỉ có ích lợi một chuyện là nó sẽ bảo tồn và nó sẽ bảo vệ cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó bảo vệ cái chế độ này. Bất chấp cái điều đó nó có phương hại gì đến cái đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Đó. Mình nói như vậy để cho người dân Việt Nam phải đi từ những cái ước mơ, những cái ước ao của mình để mà đi tới cái hành động nào đó. Chứ không phải là những cái chuyện mình ngồi ra vô đó mình coi như vò đầu bóp trán để mình chỉ ước mơ thôi. Mình chỉ nhắc lại trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump ở Liên Hiệp Quốc gần đây á, ông nói thẳng luôn là chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại cái sự đau khổ và đổ nát. Và ông nói rằng là người Mỹ, đất nước Mỹ luôn luôn sát cánh với những ai phải chịu đựng, phải sống dưới những cái chế độ tàn bạo. Đó là cái lời nói của ông Trump, ông nói trong trong cái buổi hội nghị giữa Liên Hiệp Quốc gần đây. Cái điều đó nó cho mình thấy cái điều gì? Rằng là ông đưa ra một cái tín hiệu, không chỉ riêng ông Donald Trump, ông Obama trước đó cũng vậy, đưa ra một cái tín hiệu rất rõ. Nhưng mà cái tín hiệu đó nó sẽ bị chết lặng đi nếu như người Việt Nam không có làm cái gì hết. Tại vì họ thứ nhất phải đặt để đến cái quyền lợi của họ lên cao nhất. Và thứ nhì, họ không có có thể có một cái vị thế gì hoặc là cái chính nghĩa gì để họ làm bất cứ một cái chuyện gì để mà can thiệp vô trong cái nội bộ của đất nước Việt Nam nếu như người dân Việt Nam không làm cái gì hết. Cái chuyện đó rất là rõ. Cho nên đừng có nói là bây giờ đừng có lôi ra tụi Mỹ ra trách là hội hiệp định Paris thế này thế kia. Tại sao Mỹ có như là nói là bảo vệ nhân quyền, tôn trọng nhân quyền mà không có làm cái gì trên đất nước Việt Nam? Làm sao họ làm cái gì trên đất nước Việt Nam? Họ không có một cái lý do gì để mà họ làm trong đất nước Việt Nam. Ở trong các bạn thấy ví dụ như trong cái đời sống bình thường, cái thằng hàng xóm nó có vũ phu nó đánh vợ nó mà vợ nó con nó im thin thít thì không có cái người hàng xóm nào mà chạy qua can thiệp hết đó. Tại vì người ta có biết là có như thế nào đâu mà họ can thiệp. Mà cho dù họ có biết đi chăng nữa mà cái con vợ hay là đứa con trong cái gia đình cái thằng vũ phu đó nó không có la làng lên, nó không kêu cầu cứu á, thì cũng không có cái người hàng xóm nào mà chạy qua cứu được hết á. Tại vì chuyện đó là chuyện của nó. Thì cái đất nước Việt Nam nó y hệt như vậy. Không có ai nhảy vô can thiệp hết á. Nếu mà người Việt Nam cứ ngồi yên tại chỗ chấp nhận chịu đựng thì làm sao mà có ai nhảy vô mà giúp để mà ai can thiệp. Bây giờ nói gì thì nói, Donald Trump và các vị nguyên thủ quốc gia họ phát biểu cái gì đó cũng là vì cái quyền lợi của họ. Họ nói thẳng, họ nói công, họ nói mạnh, họ nói nhẹ, họ nói gần, họ nói xa, cái gì đi chăng nữa
điều mọi người cần phải biết đó là quyền lợi của họ, chứ không phải là quyền lợi của đất nước Việt Nam. Xin nhớ điều đó. Và cái điều thứ nhì, nó rất là đau đớn, mình phải nói ra cái điều này để các bạn hiểu, tại vì mình sống ở nước ngoài mình biết. Người dân ở những cái quốc gia đó họ không cần và họ cũng chẳng mong những cái ông nguyên thủ quốc gia đó là phải nói cái gì cho họ và phải làm cái gì cho họ. Bởi vì họ tin chắc rằng là những cái ông nguyên thủ quốc gia đó sẽ nói, sẽ phát biểu và sẽ làm những gì có lợi cho quốc gia họ. Bởi vì đó là trách nhiệm của những cái người lãnh đạo đó. Mà người dân không cần phải chen vô, không cần phải coi như là thắc mắc, không cần phải hy vọng, không cần phải cầu mong, không cần phải ước mơ gì đó. Mà đó là trách nhiệm của những người gọi là lãnh đạo, trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia là như vậy. Riêng ở cái đất nước Việt Nam, qua những cái biểu hiện rất là nhỏ nhặt, rất là tinh tế trong cái vụ iPad vừa rồi, các bạn thấy gì? Người dân Việt Nam chẳng những không mong nguyên thủ quốc gia của mình nói cái gì, tuyên bố cái gì, mà họ cũng chẳng mong nguyên thủ quốc gia của họ làm cái gì hết. Tại vì họ biết quá rõ là nguyên thủ quốc gia không bao giờ, những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ làm những cái điều gì mà họ mong muốn hết á. Chẳng những cái người lãnh đạo trong cái cơ chế, trong cái chế độ này không làm những người điều người dân mong muốn, mà còn làm ngược lại những cái điều người dân không mong muốn nữa. Mà chẳng những làm ngược lại những cái điều người dân mong muốn, mà còn áp đặt, còn đàn áp, còn đọa đày, còn khủng bố, còn coi như giam cầm những cái người mà họ đưa ra những cái phản kháng. Thấy không? Đó là cái sự khác biệt giữa những nguyên thủ quốc gia và những người dân ở những đất nước khác, và người dân Việt Nam cũng như nguyên thủ quốc gia ở trên cái đất nước Việt Nam. Và cái điều đau đớn như thế này, người dân Việt Nam lẽ ra phải trông chờ vào những người lãnh đạo để nói, để phát biểu, để hành động những cái điều có ích lợi cho họ, có ích lợi cho cái đất nước, có ích lợi cho cái đời sống người dân. Thay vì vậy, người dân Việt Nam thì cứ ngóng ngóng chờ đợi một cái ông nào đó bên ngoài để họ nói giùm cho họ, cho những người dân Việt Nam, để họ làm giùm cho những người dân Việt Nam. Các bạn thấy không? Và cái điều đau khổ nhất là người dân Việt Nam họ chỉ bám víu vào những cái đó để làm chi? Để họ còn có một cái chút hy vọng nào đó, một cái chút hy vọng mong manh nhỏ bé nào đó cho cái sự thay đổi nào đó cho cái con người Việt Nam và cho cái đất nước Việt Nam. Đó là một cái điều vô cùng đau đớn, đó là một cái điều coi như vô cùng tệ hại cho cái đất nước Việt Nam và cho cái con người Việt Nam. Mà mình phân tích ở đây á, mình tin rằng là nhiều người đã thấy, và mình cũng tin rằng là rất nhiều người chưa thấy. Có nhiều người vẫn mờ vẫn tin là những cái gọi là ảo ảnh tốt đẹp đang sắp sửa xảy ra trên cái đất nước Việt Nam. Nhưng hãy mở mắt ra đi, hãy nhìn cho kỹ đi. Cái này không phải chỉ riêng cho người dân chân lắm tay bùn trên cái đất nước Việt Nam đâu, mà cái này dành cho những cái người đang ngồi trên những chiếc ghế, coi như là đang nghĩ đến những cái gọi là lợi nhuận cá nhân, quyền lực cá nhân, mà xem nhẹ hết tất cả mọi chuyện khác. Và cái đó nó đem lại một cái kết cục vô cùng bi thảm cho cái đất nước Việt Nam, cho cái con người Việt Nam. Ước mơ thay đổi là cái gì? Ước mơ thay đổi Việt Nam là những cái, đối với người Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam là một cái điều vô cùng bình thường cho những cái con người khác, cho những cái đất nước khác trên khắp thế giới này. Đó. Nó là những cái chuyện vô cùng bình thường mà mình đã phân tích cho các bạn những cái khía cạnh trong cái trong cái live stream này. Cho nên các bạn phải suy nghĩ đi. Mình cũng là những con người. Mình cũng có hai tay hai chân, mình cũng có cái đầu, cũng có hai con mắt, hai cái lỗ tai, cũng có cái mũi, cái miệng. Mình cũng có cái cảm giác, cũng có cái cảm xúc, mình cũng có mong muốn. Đúng không? Mình cũng đau khổ, mình cũng hạnh phúc. Tại sao mình không được giống như những cái con người khác? Và tại sao cái chế độ này và cái đám lãnh đạo gìn giữ bảo vệ cái chế độ này không làm được như những cái người lãnh đạo ở những cái quốc gia khác?
Đó là một cái câu hỏi lớn mình đặt ra để cho các bạn suy nghĩ. Và từ khi mà suy nghĩ rồi, hiểu rồi, có ý thức rồi, nắm rõ cái nguyên nhân và cái lý do rồi, thì hãy hành động trước khi quá trễ. Vậy không? Mình rất cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi cái livestream của mình hôm nay. Và cho phép mình tạm ngừng cái livestream hôm nay ở đây. Và xin gặp lại trong những cái livestream sau. Xin chào.